Khoảnh khắc Buka Mutu sút tung lưới Ai Cập trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi. Các máy quay ngay lập tức lia đến khu vực giữa sân. Một chàng trai đã đổ gục xuống sân trong đau đớn tột cùng. Đó chính là Mohamed Salah. Khi ấy đã là phút thứ 87 và tỷ số đã bị cân bằng một đều. Ai Cập cần một chiến thắng trước Congo để chính thức có được tấm vé tham dự World Cup 2018. Điều mà 28 năm đã qua, họ chưa từng được nếm trải. Trái tim Salah cũng như hàng chục nghìn người Ai Cập có mặt tại sân vận động Borg El Arab như tan vỡ. Ánh mắt của họ bàng hoàng, sự thất vọng bao trùm tất cả. Thậm chí có người đã bật khóc khi giấc mơ suốt gần 3 thập kỷ đã qua của xứ sở Kim Tự Tháp đang đứng trước một thử thách rất lớn. Nhưng, thời gian là vẫn còn. Salah, niềm hy vọng số 1 của Ai Cập hiểu rõ điều ấy. Bỏ qua nỗi đau, anh hất tay thúc đẩy các đồng đội tiếp tục chiến đấu, kêu gọi niềm tin từ khắp các khán đài. Phút bù giờ thứ 3, kỳ tích đã thực sự xuất hiện. Nỗ lực băng vào của Trezeguet đã buộc hậu vệ Eto'o phạm lỗi trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài đã chỉ tay vào chấm penalty. Cả cầu trường Borg El Arab như vỡ tung. Mọi hy vọng lại được thắp lên một cách mãnh liệt. Người Ai Cập lại rơi lệ, nhưng là trong sự sung sướng. Họ chắp tay cầu nguyện trong cơ hội cuối cùng của trận đấu. Vào khoảnh khắc quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc ấy, tất cả đã đặt cược vào Mohamed Salah. Anh cầm trái bóng một hồi lâu, miệng lẩm bẩm một lời thỉnh cầu. Salah bình tĩnh đặt trái bóng, lùi lại lấy đà vừa đủ, tung một cú đá quyết đoán và Ai Cập sẽ chính thức có mặt tại World Cup 2018. Cả thành phố Alexandria như nổ tung, phép màu từ những vị thần Ai Cập đã xuất hiện. Tất cả từ cầu thủ, ban huấn luyện đến những người hâm mộ Ai Cập như phát điên trong sung sướng. Vậy là sau 28 năm dài đằng đẵng, 28 năm đủ để biến một đứa trẻ thành một người đàn ông trưởng thành. Cuối cùng thì giấc mơ của người Ai Cập đã trở thành sự thật. Và cái tên đưa họ chạm tới vinh quang kỳ vĩ đó chính là Mohamed Salah. Khoảnh khắc mà Salah sút tung lưới Congo năm ấy có lẽ là đủ để nói lên tất cả về sự vĩ đại của anh tại xứ sở Kim Tự Tháp. Tầm ảnh hưởng của Salah không chỉ về bóng đá mà còn là một thủ lĩnh, biểu tượng văn hóa của đất nước. Đến mức người Ai Cập còn đặt cho anh một biệt danh đầy sự ngạo nghễ và kính trọng, Pharaoh. Cái tên Mohamed Salah bắt đầu được nhắc đến khi anh ghi tới 2 bàn vào lưới Chelsea tại vòng bảng Champions League mùa giải 2013-14. Và đó cũng là lý do khiến Jose Mourinho lúc bấy giờ đã quyết định mang cầu thủ người Ai Cập về với Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2014. Tuy nhiên, chính điều ấy đã khởi nguồn cho một cơn ác mộng của chính Salah. Anh dường như bị lãng quên trong dàn sao của Chelsea, để rồi phải khăn gói ra đi đến Italia trong màu áo của Fiorentina và AS Roma. Thế rồi, đến hè 2017, Jurgen Klopp, huấn luyện viên của Liverpool đã quyết định mang Salah về lại Premier League với giá 37 triệu bảng Anh. Đó là một quyết định mạo hiểm sau khi chứng kiến những gì mà tiền đạo sinh năm 1992 thể hiện tại Chelsea. Tuy nhiên sau tất cả, có thể khẳng định là mức giá 37 triệu bảng mà Liverpool trả cho Roma chẳng khác nào là một vụ cướp. Mohamed Salah đã trở thành một vị vua mới tại sân Anfield, liên tục tỏa sáng từ mùa này qua mùa khác để giúp Liverpool giành tất cả mọi danh hiệu lớn nhỏ, Champions League cho đến Premier League và cả FIFA Club World Cup nữa. Salah càng thăng hoa tại trời châu Âu bao nhiêu, thì tại Ai Cập, người dân nơi đây càng tự hào bấy nhiêu. Đã từ rất lâu rồi, họ đang mong mỏi một ngôi sao có thể trở thành một biểu tượng tại đất nước này, như cái cách mà Didier Drogba đã làm với bờ biển Nga hay Samuel Eto'o với Cameroon. Và giờ thì họ đã có Mohamed Salah. Sau những biến động chính trị rung chuyển toàn bộ đất nước Ai Cập vào năm 2011, đội tuyển bóng đá của họ đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng, thậm chí là không thể vượt qua vòng loại CAN Cup 2012. Thật không may, đây chỉ là một trong hàng loạt chiến bại thê thảm đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá nước này. Ngày 1 tháng 2 năm 2012, trận đấu giữa Al Ahly và Al Masry trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Ai Cập trên thành phố Port Said đã phải hoãn 30 phút vì những cổ động viên quá khích đã chiếm lấy sân bóng. Các sân bóng bị đánh chiếm không phải là chuyện lạ ở Ai Cập, nhưng giờ đây, người hâm mộ thường xuyên sộc thẳng vào sân mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng rõ ràng nào từ phía cảnh sát. Kết quả thật thảm hại. Một cuộc bạo động nổ ra sau tiếng còi mãn cuộc và mọi người được thông báo họ không thể thoát ra ngoài vì các cánh cổng sân bóng đã bị đóng. Hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương, giải vô địch quốc gia phải tuyên bố hủy thi đấu. Bầu không khí đặc quánh chính trị khiến những lời cáo buộc bay tứ phía từ các phe cánh. Về phần đội tuyển Ai Cập, thế lực của bóng đá lục địa đen này một lần nữa không thể giành vé dự CAN 2013. World Cup 2014 là càng xa vời. Đó là hệ lụy của một xã hội biến động đã ảnh hưởng đến nền bóng đá.
Các tuyển thủ không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu và cũng không thể tập trung hoàn toàn cho việc chơi bóng khi bị đẩy vào giữa lằn ranh sống chết. Nhưng cũng chính thời điểm chạm đáy này, Mohamed Salah, ngôi sao mới của bóng đá Ai Cập xuất hiện. Anh ra mắt đội tuyển Ai Cập vào năm 2011, sang châu Âu chơi bóng vào năm 2012, để rồi vươn tới đẳng cấp chưa từng cầu thủ Ai Cập nào chạm đến. 6 năm sau ngày ra mắt, Salah dẫn dắt đội tuyển Ai Cập lần đầu tham dự CAN kể từ lần đăng quang vào năm 2010. Nhưng không chỉ góp mặt, The Pharaohs còn tiến vào chung kết nhờ vào những bàn thắng và màn trình diễn tuyệt hảo của Salah. Mặc dù đã để thua Cameroon trong trận chung kết, nhưng cả đất nước Ai Cập bắt đầu xưng tụng Salah như vị Pharaoh mới của bóng đá nước này. Tất nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu khiêm tốn cho sự vĩ đại của chân sút đã đi vào lịch sử Liverpool và cả Premier League nữa. Đơn cử tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Salah thực sự khắc sâu tên tuổi vào lịch sử bóng đá Ai Cập. Anh ghi 4 bàn thắng sau 6 trận đấu, bao gồm trận đấu sống còn ở vòng áp chót với Congo, khi đối thủ san bằng tỷ số 1-1 và trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Sự hoài nghi đã xuất hiện đối với đội tuyển Ai Cập. Nhưng rồi thì một quả phạt đền đã xuất hiện và Salah đã bước lên thực hiện thành công. Ai Cập giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1990. Đội tuyển Ai Cập đã có bước tiến vượt bậc và Salah nổi lên không chỉ là thần tượng bóng đá mà còn là thủ lĩnh, biểu tượng văn hóa của đất nước này. Những bức tranh tường về Salah bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi, từ những khu phố cho đến quảng trường ở Cairo. Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Ai Cập khóc cười theo những thăng trầm trong sự nghiệp của Salah. Nhưng có một điều chắc chắn, anh là người đã truyền cảm hứng cho cả đất nước để dám ước mơ thêm một lần nữa và tất nhiên là sẽ truyền cảm hứng cho cả thế giới. Có một điều mà bất cứ người dân nào ở làng Nagrik, nơi Salah sinh ra, luôn phải thừa nhận là đó là tâm hồn của tiền đạo Liverpool chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi thứ danh vọng anh đã đạt được trong quãng thời gian phiêu du khắp nẻo châu Âu. Từ trung tâm làng Nagrik, đi bộ qua con đường xanh ngát cỏ linh lăng và lúa mì, bạn sẽ tìm thấy căn nhà 3 tầng của Mohamed Salah. Nhưng nếu không có người chỉ dẫn, có lẽ sẽ chẳng ai biết đây lại là tư gia của một trong những ngôi sao đình đám nhất thế giới lúc này. Trông nó bình thường đến nỗi tầm thường nếu đặt cạnh tên tuổi của anh. Mặt tiền căn nhà không sơn, mang màu vẩn đục và có cảm giác gì đó thật cũ kỹ. Cánh cửa sắt đóng kín như để tránh ánh mắt săm soi của báo giới. Theo một người hàng xóm thân thiết với nhà Salah, từ khi nổi lên như một hiện tượng ở Premier League, tiền đạo của Liverpool đã phải dặn gia đình mình đừng nói quá nhiều với báo chí. Anh sợ cuộc sống bình yên của người nhà sẽ bị đảo lộn. Anh chẳng thích chỉ vì chút tiếng tăm của mình mà phá vỡ đi cái nhịp sống âm thầm của những cư dân làng Nagrik. Hành động của Salah khiến dân làng cảm phục bởi đứa con của Nagrik vẫn luôn giữ được lối sống chân chất và bình dị giữa chốn châu Âu hoa lệ. Dù vậy, báo giới có vẻ là không vui lắm bởi họ cho rằng công chúng có quyền biết đời tư của một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới hiện nay. Nếu dạo quanh Nagrik, thật khó để tưởng tượng đây lại là nơi Salah lớn lên, bởi hầu như chẳng có dấu tích gì chứng tỏ tiền đạo có biệt danh Pharaoh từng ở đây cả. Thường thì quê nhà các ngôi sao bóng đá giống như cái bảo tàng thu nhỏ của họ. Tranh ảnh, áp phích, còn có khi là cả tượng nữa, xuất hiện ở khắp nơi như một lời nhắc nhở du khách thập phương về di sản đáng tự hào của họ. Nhưng ở Nagrik thì khác. Từ nhà Salah ra phố hay là qua những con ngõ nhỏ đều không có lấy một tấm hình của ngôi sao số 1 Ai Cập. Nhưng không có nghĩa là Salah không hề hiện hữu tại đây. Ở Nagrik, có một trường nữ sinh tên Azari được xây dựng với tổng chi phí là 8 triệu bảng Ai Cập. Và tất nhiên người đứng đằng sau dự án này chính là Mohamed Salah. Theo ngài thị trưởng Maher Shatia, ngôi sao của Liverpool còn tài trợ nhiều dự án từ thiện khác cho y tế hay là các tổ chức cộng đồng. Có một truyền thuyết được dân làng Nagrik đồn thổi khá nhiều, đó là bên cạnh việc tài trợ cho các dự án từ thiện, Mo Salah còn đứng sau làm ông tơ cho các cặp vợ chồng sắp cưới, nhưng lại gặp khó khăn về mặt tài chính. Nghe đồn thì tiền đạo 25 tuổi thường xuyên bỏ tiền túi để giúp đỡ những cặp đôi này chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho lễ cưới, với điều kiện là không được nhắc đến tên anh. Có lẽ vì giao kèo kỳ cục kia nên các nhân chứng chưa bao giờ lên báo công khai tên tuổi ân nhân của mình. Dù chưa có một con số cụ thể, nhưng khoảng hơn 400 gia đình trong làng, bao gồm cả quá phụ, trẻ mồ côi hay là những người ốm đau bệnh tật, đều thừa nhận là đã nhận được sự giúp đỡ từ Mo Salah. Chính những hành động âm thầm của tiền đạo này đã giúp anh vươn tới đỉnh cao như lúc này. Giống như Nagrik, bạn có thể nhìn thấy Salah mọi lúc mọi nơi ở Cairo. Dạo bước trên các con phố của thủ đô Ai Cập, không khó để bắt gặp hình ảnh những em nhỏ khoác chiếc áo đỏ Liverpool có tên Salah in đằng sau lưng. Nó giống như thể một món hàng thời thượng mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải có trong tủ đồ. Từ ngôi làng Nagrik nhỏ bé, Salah đã gắn kết mọi tầng lớp ở Ai Cập bằng nhân cách đẹp đẽ và thứ ma thuật trên sân cỏ. Không chỉ là những cậu trai trẻ với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp,
Salah còn đem đến niềm tin và sự thành công cho những người ở đủ giai tầng và nghề nghiệp khác nhau. Tầm ảnh hưởng của chân sút đang thi đấu cho Liverpool đến người dân Ai Cập lúc này có lẽ là chẳng cần phải bàn thêm. Bảo anh là thánh sống trong lòng họ, chắc cũng chẳng ai nói sai cả. Salah giống như một mẫu hình để người ta tôn thờ, một thứ hy vọng cho những mảnh đời tuyệt vọng và cũng là người gieo mầm những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn mỗi cư dân Ai Cập. Những câu chuyện về Mohamed thì nhiều vô kể, nhưng đa phần là truyền miệng nhau nên sự thật là bao nhiêu thì cũng khó mà biết được. Tuy nhiên giống như các vị thần trong tôn giáo Ai Cập, họ cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng để hướng người ta đến những giá trị tốt đẹp hơn. Chúng ta biết phần lớn những giai thoại đó đều là hư cấu, nhưng vẫn luôn tin theo. Với người dân Ai Cập, các câu chuyện về Salah dù có thật hay là không, nhưng tại xứ sở kim tự tháp này, cái tên Mohamed Salah sẽ mãi mãi ở một vị trí độc tôn. Đó là điều chắc chắn. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.